Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban với Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý 3 và 9 tháng năm 2023, đề ra các nhiệm vụ thực hiện mục tiêu những tháng cuối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự chủ trì và điều hành hội nghị, cùng dự có các đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 9 tháng đầu năm nay, các huyện, thị ủy, thành ủy đã hoàn thành tổ chức đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội và sơ kết thực hiện các chương trình đề án thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Sơ kết 2 năm thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chủ động phương án, giải pháp, triển khai, sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, theo yêu cầu, kết nạp được 1.280 đảng viên mới, thành lập được 29 tổ chức đảng và 153 đảng viên trong đơn vị kinh tế tư nhân. Tăng cường chỉ đạo thực hiện chủ trương bí thư chi bộ, đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Đến nay thực hiện ở 807 trên 834 thôn khu phố, đạt tỷ lệ gần 97%. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và chi bộ đã tổ chức được gần 1.600 cuộc kiểm tra giám sát. Cấp ủy chi bộ và ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật một tổ chức đảng và 140 đảng viên vi phạm. Công tác dân vận ở các huyện ủy, thị ủy, thành ủy được quan tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh, kịp thời tham mưu cho cấp ủy giải quyết những vướng mắc phát sinh từ cơ sở hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp huyện, nhất là việc tổ chức các kỳ họp giám sát, ban hành các nghị quyết và văn bản. Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng ổn định. GRDP tăng 8,61%, xếp thứ 5 trên 11 tỉnh đồng bằng sông Hồng và 10 trên 63 trong cả nước. Thu ngân sách tỉnh ước đạt hơn 23.800 tỷ đồng, đạt trên 104% kế hoạch năm. 6 huyện đã cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm. Các huyện, thành phố, thị xã tích cực tổ chức giải phóng mặt bằng các dự án, tổng số trên 1.000 ha. Sản xuất công nghiệp, xây dựng, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá. Toàn tỉnh có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, thu nhập bình quân trên 1 hectare canh tác tiếp tục được nâng lên. Văn hóa xã hội tiếp tục có chuyển biến, tiến bộ. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Quốc phòng, quân sự địa phương được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Về hạn chế, kết quả giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ rất thấp, khó đạt được mục tiêu kế hoạch năm, bao gồm cả nguồn vốn đầu tư cấp tỉnh và vốn cấp huyện. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy đề xuất kiến nghị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các sở ngành của tỉnh để tháo gỡ khó khăn vướng mắc như thu hồi các dự án trên địa bàn huyện chậm triển khai, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư mới có nhu cầu, có cơ chế đặc thù đối với huyện Văn Lâm, Văn Giang về tỷ lệ điều tiết thu ngân sách nhà nước, quan tâm tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao an toàn có tiềm năng đầu tư và các khu vực đã được quy hoạch phát triển nông nghiệp của huyện, xem xét và sớm trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 4 dự án về giao thông, có chủ trương thu hồi đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất đã quy hoạch để di chuyển các dự án bị đường vành đai 4 gây ảnh hưởng. Ban hành các quy định hướng dẫn thực hiện trình tự thủ tục thẩm quyền phê duyệt các dự án chăn nuôi thực hiện mới trong khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư, có cơ chế khuyến khích tích tụ ruộng đất, nâng cao quy mô sản xuất. Phát biểu tại hội nghị, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Phạm Văn Khuê đã trả lời các kiến nghị thuộc lĩnh vực công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đã trả lời làm rõ 27 kiến nghị về phát triển kinh tế xã hội mà các huyện, thị xã, thành phố kiến nghị đề xuất và giao cho các cơ quan chức năng hướng dẫn, tháo gỡ, giải quyết. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các huyện, thị xã, thành phố cần quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tạo việc làm cho người lao động để nâng cao đời sống nhân dân, chú trọng công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ việc triển khai các dự án. Với những dự án chậm triển khai, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao các cơ quan hữu quan cần phối hợp để thu hồi ngay các dự án chậm triển khai theo quy định. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định, quý 3 và 9 tháng năm 2023, trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức, song dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh,
sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, hỗ trợ của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, nhiệm vụ chính trị của tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh. Bên cạnh những kết quả nêu trên, các huyện, thị xã, thành phố còn nhiều hạn chế yếu kém như thu ngân sách ở một số địa phương chưa đạt chỉ tiêu đề ra, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng của một số dự án đầu tư chậm trễ, còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là dự án đầu tư cụm công nghiệp. Tiến độ triển khai thực hiện các công trình dự án và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công rất thấp ở một số địa phương. Một số địa phương chưa phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý đất đai, xây dựng đầu tư tài nguyên, bảo vệ môi trường, đê điều giao thông. Việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở một số địa phương đạt thấp. Tình trạng ô nhiễm môi trường trong sinh hoạt sản xuất công nghiệp, nông nghiệp còn diễn biến phức tạp. Về nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trọng tâm vẫn là gì? Hỗ trợ sản xuất kinh doanh để phát triển kinh tế. Đấy là đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công, giải ngân vốn đầu tư công. Và trung tâm đấy là các cái dự án trọng điểm của tỉnh, cả khu vực công lẫn khu vực tư, để chúng ta tạo ra cái đột phá trong cái giải ngân vốn đầu tư công trong 2 tháng cuối năm, để tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất, đẩy mạnh các hoạt động về xúc tiến đầu tư, về thương mại tiêu thụ hàng hóa, đấy, công tác thị trường để hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp trong cái quý tư, là cái quý rất quan trọng, đấy, cũng là cái quý để chúng ta kết thúc năm, cũng là cái quý mà chúng ta chuẩn bị cho cái sự kiện, những cái hoạt động tiêu dùng tập trung vào quý cuối năm, vào đầu của quý 1 năm 2024. Ở đây là những cái tháng rất quan trọng, có thể nói là cái tháng cao điểm về sản xuất và tiêu dùng. Thì các đồng chí cũng kịp thời tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp ở đây. Đặc biệt là còn nhiều cái vướng mắc, còn nhiều cái ách tắc chậm trễ trong xử lý các cái thủ tục hành chính, trong cái cơ chế phối hợp giữa các cơ quan tỉnh với ủy ban dân các huyện. Thì tôi đề nghị là các đồng chí cũng tập trung để mà tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc, đặc biệt là phối hợp xử lý những cái thủ tục về mặt hành chính liên quan đến đầu tư doanh nghiệp, quy hoạch, rồi về quản lý đất đai, vân vân, để tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai những các cái giải ngân các cái dự án đầu tư công trong cái kế hoạch của năm 2023, huy động cả hệ thống chính trị và sự hỗ trợ người dân để đẩy mạnh giải phóng mặt bằng. Chúng ta cũng còn rất nhiều các cái dự án giải phóng mặt bằng hiện nay đang rất là vướng mắc và ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Thế cho nên là vẫn là nhiệm vụ trọng tâm của 2 tháng cuối năm là đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng với một quyết tâm cao nhất, nỗ lực cao nhất. Đồng thời các đồng chí thực hiện cái việc rà soát để mà trong cái kế hoạch đầu tư công của năm 2024 cũng như kế hoạch đầu tư công trung hạn để có sự điều chỉnh. Điều chỉnh về vốn rồi chuyển nguồn cho nó phù hợp để làm sao mà chúng ta hạn chế tới mức thấp nhất cái lượng vốn ứ đọng, tập trung và triển khai một số các cái dự án đầu tư công trọng điểm, đặc biệt là dự án đường vành đai 4, đường Tân Phúc Võng Phan. Thế cho nên phải rất quyết liệt trong cái giải phóng mặt bằng trong nhiều dự án, nhưng mà trọng tâm là 2 cái dự án này. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải quản lý chặt chẽ thu chi ngân sách và tăng cường kỷ luật tài chính ngân sách nhà nước, quản lý khai thác có hiệu quả tài sản công, thực hiện tốt công tác giảm nghèo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Các chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công, phong trào đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động bảo trợ xã hội, tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng tiêu cực, giải quyết kịp thời dứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo ngay từ khi mới phát sinh ở cơ sở, đảm bảo quốc phòng quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực nông thôn, đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu tăng cường kiểm tra đôn đốc việc thực hiện chương trình kế hoạch công tác năm 2023. Đảm bảo hoàn thành chương trình làm việc, chương trình kiểm tra giám sát năm 2023 của các cấp ủy, chương trình thanh tra năm 2023 của các cơ quan, đơn vị.
cụ thể hóa, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch, tiếp tục thực hiện nghị quyết số 18-19 của Trung ương và kế hoạch của tỉnh ủy gắn với tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tăng cường nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ đảng viên và nhân dân để giải quyết những phát sinh từ cơ sở kịp thời hiệu quả, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ và đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng đối với các tổ chức đảng đảng viên, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, sâu sát với dân, hướng về cơ sở.